Hello các bạn, Lani đang ở trong vườn sau của nhà Lani. Lani thấy ngày hôm nay đẹp quá cho nên muốn ra dọn dẹp. Với luôn tiện Lani muốn đem những cái cây hạt giống gieo hôm bữa trong nhà, có những cây cà chua nó lớn rồi. Lani muốn sang nó ra thành một cái chậu nhỏ mà chỉ một riêng một mình một cây thôi, để cho nó có chỗ để nó phát triển hơn chút xíu. Tại giờ mình chưa có đem được ra vườn đó, trời còn chưa có đủ ấm cho nên mình phải sang gia vị trước rồi đem vô nhà, chờ 2 tuần mấy nữa mới đem ra vườn được. Thì Lani đây đã chuẩn bị sẵn rồi, Lani cũng trộn đất luôn rồi nè. Lani trộn đất của vườn đó, Lani dùng loại này nè. Lani trộn đất của vườn cây đất đen, và Lani thêm phân gà, rồi Lani bỏ thêm cái này là bio ha, để cho nó có thể giữ độ ẩm và nó tốt hơn. Lani sẽ chọn những cái cây cà chua con ở trong này nè, cây nào mình cảm thấy nó lớn quá, tại trong này nó hơi bị nhỏ nè. Đó thì Lani muốn chia ra để trồng qua cái cây này, để cho nó có chỗ nó phát triển hơn. Tại vì rễ của cây cà chua đó nó rất là dài với sâu với mạnh, cho nên mình muốn trồng ra. Thì Lani lúc mà Lani lấy những cái cây này ra đó, thì Lani ưa dùng cái muỗng nè, để Lani múc ra. Múc vậy thì nó sẽ đỡ động rễ hơn ha. Đó, Lani múc ra xong cái để cho nó không có phạm vào rễ. Thì lúc mà múc ra vậy rồi á, Lani sẽ bỏ xuống đất. Lani sẽ làm thử mấy cái cho mọi người xem ha. Đó, cũng dễ lắm, không có gì khó khăn hết. Rồi cái mình cho đất vào, mình khổ mình dằn nó xuống ha. Tại lúc mà mình tưới nước thì nó sẽ xẹp xuống hơn. Đó, vậy đó. Nè, rồi mình thêm đất nữa. Mình thêm đất vào. Sau khi mà mình trồng rồi là mình tưới nước liền nha. Rồi mình để cây ở trong im đó, đừng có đem nó ra nắng, tại đem nó ra nắng liền nó rất là mất sức luôn đó các bạn. Tại vì thời tiết của mình ở đây nó cũng không có ấm gì hết. Đó, cái này thấy chưa, là xong một cây ha. Giờ mình thử cây thứ hai cho các bạn xem ha. Mình cũng làm y chang vậy. Lani thường dùng cái muỗng lắm, sử dụng cái muỗng, thấy nó tiện lắm nè, thấy không, mình múc là nó ra liền nè. Đây, nè các bạn thấy rễ của nó không, nó nhỏ nhưng mà rễ của nó cũng dài lắm. Mình bỏ qua đây ha. Mình bỏ qua đây xong cái mình đổ đất vào. Thực ra nếu mà mình đợi mùa hè rồi mình ra ngoài trồng luôn cũng được, nhưng mà nếu mình giữ trong mấy cái chỗ nhỏ nhỏ giống như vậy nè, thì cái rễ nó cũng không có phát triển mạnh đâu. Mình muốn làm vậy để cho rễ nó phát triển mạnh hơn đó. Rồi mình 2 tuần mấy nữa mình đem ra trồng luôn vào vườn. Lát nữa mình cho coi cái những cái vạt đất á, mà Lani đã chuẩn bị sẵn luôn rồi. Cũng xới đất lên rồi, cũng bỏ phân rồi, trộn cho tươi xốp lên để chuẩn bị sẵn. Rồi mấy cây này nó sẽ xuống dưới đất thôi. Nè, thấy không? Mọi người thấy không?
Đây. Đây là một cây, đây là hai cây. Lani nãy giờ làm hai cây rồi. Các bạn thấy chưa? Cũng dễ lắm. Mình làm vậy xong rồi hả là mình tưới nước. Đem vô để trong im. Còn Lani á thì phải khiêng lại vô trong nhà luôn. Tại vì thời tiết bây giờ nó đang còn lạnh đó, mà nếu mình để ngoài đường nó sẽ bị yếu sức lắm, nó mất sức, nó bị sốc lắm. Cho nên mình phải đem vô lại trong nhà ha. Thì lát nữa mình lựa trong những cây này rồi Lani làm luôn ha. Bây giờ Lani chỉ cho các bạn coi một vòng quanh sau vườn Lani nha. Đây, Lani mấy cái bạc đất này nè, Lani đã xới lên rồi, xới tơi lên rồi. Đó. Chỉ có những bạc đất ở ngoài vườn kia nữa. Đó. Đây là Lani sẽ chuẩn bị để trồng đó. Rồi Lani muốn nói với các bạn là Lani đây có một cây lê. Cây lê này là lê Nhật. À, giờ nó đang ra mấy cái mầm nè. Mấy cái này là nó chuẩn bị để nó ra hoa đó. Hoa nó màu trắng, rất là dễ thương, rất là đẹp. Khi nào mà hoa nở thì Lani sẽ quay lại một vòng để cho các bạn coi ha. Rồi bên này Lani có một cây hoa. Hoa này là cái cây Magnolia nha. Lúc mà đem về, em của Lani gieo giống, không phải gieo giống, là chiếc cành cho Lani. Lúc đem về nó nhỏ lắm, bây giờ nó lớn khoảng độ 1m40cm rồi. Đây, những cái này, những cái nụ này là những cái nụ hoa nha. Mai mốt nó sẽ nở hoa to và màu hồng, rất là đẹp, hồng hồng tím tím. À đây, nè Lani thấy rồi. Đây nè, có một cái này nó đã tước cái vỏ ngoài ra rồi nè. Đó, nó sẽ hồng. Hồng này là hồng đậm nha, lúc nó nở ra thì nó có giống như là hai màu vậy đó, hồng đậm, hồng lợn chút xíu, trắng trắng trong lõm hồng hồng, dễ thương lắm, trời ơi, đẹp lắm. Năm này hình như là năm cây này nó sẽ có bông nhiều nhất luôn đó. Tại năm này là được năm thứ ba rồi. Thấy nó nở hoa, thấy thích quá, vui quá. Đó, đẹp chưa? Rồi đây bên này là Lani có cây kiwi. Cây kiwi này thì chưa bao giờ có trái hết á. Năm này cũng năm thứ ba luôn. Trái trời cho năm này nó có trái mà ăn. Còn bên hông này thì Lani có cây nho. Cây này là cây nho, năm ngoái nó đã cho trái rồi. Trái nó nhỏ nhỏ, nó ăn cũng ngon lắm nhưng mà nó nhỏ. Màu tím tím. Đó, đây là những cây ăn trái mà Lani có trong vườn của Lani ha. Rồi vậy giờ Lani sẽ đi trồng tiếp những cái cây mà Lani có trong sang ra đó, những cái cây cà chua mà Lani sẽ sang ra tiếp. Giờ Lani trở lại, Lani sang ra ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Lani. Lần sau Lani sẽ ra video tiếp. Các bạn nào thích thì like, share and comment. Cảm ơn các bạn. Lần sau các bạn sẽ có thể thấy mình làm việc ở trong vườn nhiều hơn. Cảm ơn, bye bye.